khi cảnh sát giao thông đi một mình có được xử phạt người vi phạm? Nhiều người dân tham gia giao thông thắc mắc khi cảnh sát giao thông đi một mình thì có được xử phạt hay không? Để giải đáp thắc mắc này chúng ta cùng đi tìm quy định về việc tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông hiện nay. Theo đó, khoản 1 điều 16 thông tư 65 trên 2020 của Bộ Công an quy định cụ thể 4 trường hợp cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát như sau. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có văn bản đề nghị của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác văn bản này phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp, tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như vậy, khi dừng phương tiện để kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật bằng việc tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hoặc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ đối với người vi phạm chính vì vậy cảnh sát giao thông đi một mình vẫn có quyền dừng xe để xử phạt vi phạm nếu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Trước đó, nhiều người thường lầm tưởng rằng tổ tuần tra kiểm soát giao thông phải có từ hai người trở lên. Tuy nhiên, thông tư 65 trên 2020 của bộ Công an không có điều khoản nào quy định về số lượng thành viên để thành lập tổ tuần tra kiểm soát giao thông. Do đó, khi gặp cảnh